Số 2 ạ. Số 2. Xin mời. Quảnh Từ Xì thắng một MC, bạn được cộng 1500 củ quả, thua bạn bị trừ 100 củ quả. Rồi tới rồi Tùng ơi. Rồi. Chơi luôn Tùng ơi. Cái ranh giới giữa có tất cả và ngã về không á, nó rất là mong manh. Dạ, thôi chắc là em sẽ Quảnh Từ Xì với Gil đi. Ok, rồi, xin mời hai người ra đây nha. Cái búa Tùng, cái búa. Cái búa, cố lên. Bây giờ Khánh sẽ là người ra khẩu hiệu nha. Sẵn sàng. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Em biết cái sai lớn nhất của em là gì không? Em đã không chọn anh.